Đây chắc chắn là cuộc sống mà bạn ngưỡng mộ. Chàng trai dùng 3.000 đô la Mỹ mua một chiếc xe buýt đưa đón của trường học. Sau 3 năm sửa sang lại, trên xe không những cái gì cũng có, còn có ghế dài 20 mét cộng với 3 phòng ngủ một phòng khách. Cảm giác như có thể đưa cả gia đình bạn đi du lịch khắp thế giới. Mai 30 tuổi, bởi vì không mua nổi nhà ở khu vực thành phố, chỉ có thể vạn dặm xa xôi đi đến chỗ bán xe cũ. Dự định mua một chiếc xe buýt về tự thiết kế. Sau khi anh hiểu rõ về tình hình xe, anh ta quyết định mua chiếc xe này. Đây là chiếc xe buýt có thể ngồi được 90 người. Đưa chiếc xe này về sửa thành 3 phòng ngủ một phòng khách là điều có thể. Nhưng một mình anh lái xe hơn 4.000 km cũng khó khăn. May là Mai còn dẫn theo bạn của anh đi cùng. Hai người cùng lái nên cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc bạn anh lái xe, Mai cũng không muốn nghỉ ngơi. Anh tháo hết chỗ ghế để mở rộng không gian. Nhưng vì những cái ghế này đã được gắn rất lâu, bọn họ đến mỗi trạm dừng, bọn họ sẽ tháo những cái ghế ấy ra. Đi được nửa chặng đường, không gian trong xe đã đủ cho Mai trượt ván. Cuối cùng lái xe suốt 77 tiếng đồng hồ mới có thể về đến nhà. Bây giờ xe đã được đưa về nhà, mới có thể bước vào phân đoạn đầu tiên của việc thiết kế. Mai gọi người anh em của mình đến. Việc đầu tiên là tháo gỡ phần nóc xe. Dưới sự giúp đỡ của người anh em, nóc xe đã được thay một diện mạo mới. Bây giờ cảm giác nóc xe cũng tốt hơn rất nhiều. Và cũng không còn viết gì xét. Chỉ cần xử lý một chút là sẽ có thiết kế rất tuyệt. Mai dự định sẽ xử lý gì xét trên toàn bộ xe. Anh tháo toàn bộ những thứ rườm rà của chiếc xe xuống. Sau đó lấy ra máy cắt bắt đầu làm việc. Mặc dù chỗ rỉ sắt này so với những bình luận trái chiều còn bảo thủ hơn nhiều, nhưng Mai rất nỗ lực để đánh sạch chúng. Bận rộn cả một buổi chiều, cuối cùng cũng loại bỏ được toàn bộ rỉ sét trên xe. Bây giờ cái xe đã sạch sẽ hơn nhiều. Mặc dù bận rộn mỗi ngày, Mai đều lái xe đưa con của mình đi ngắm phong cảnh. Anh hy vọng một ngày khi thiết kế xong chiếc xe, có thể dẫn cả gia đình đi đây đi đó khắp thế giới. Ngày hôm sau Mai trở về nhà, tiếp tục cuộc sống sửa xe. Bởi vì lúc trước anh đã loại bỏ hết rỉ sét, nên anh dùng một loại sơn chống rỉ, sơn lên toàn bộ thân xe, để anh có thể yên tâm làm công việc tiếp theo. Sau khi hoàn thành xong, anh bắt đầu tháo toàn bộ cửa sổ xuống. Dù gì chiếc xe này cũng đã rất lâu năm, cần tháo gỡ hết số kính để lắp đặt lại. Như thế cũng khiến cho việc thiết kế khung xe trở nên dễ dàng hơn. Sau khi gỡ xong một mặt, anh ấy lấy ra pháp bảo của mình, bắt đầu xử lý khung cửa sổ. Những chỗ bị rỉ trước đây đều được sơn lại toàn bộ. Nhưng để tiết kiệm tiền, Mai định lợi dụng những cái cửa sổ đã được tháo xuống. Anh lấy ra vòi xịt, thử xịt lên mặt cửa sổ còn lại. Dù chiếc xe đã lâu năm, nhưng khi xịt nước lên cũng không bị ướt phần trong xe. Điều này khiến Mai rất hài lòng. Anh đưa vợ mình đến, để giúp mình xử lý lớp keo đang dính trên cửa sổ. Dự định sau này sẽ dùng đến. Sau khi xử lý xong cửa sổ, tiếp theo là đợi đến lúc sơn chống rỉ khô lại, mới có thể lắp lại cửa sổ. Trước lúc lắp cửa, Mai đã bôi lên keo dán cả trong lẫn ngoài, bảo đảm rằng khi lắp lên thì nó sẽ kiên cố hơn. Còn có thể giải quyết vấn đề chống ngấm nước cho xe. Nhưng một người làm khó tránh việc mất nhiều thời gian, nên anh lại nhờ đến bạn anh tới làm cùng. Rất nhanh sau đó cửa sổ đã được lắp xong. Chiếc xe của Mai bây giờ, xem như đã hoàn thành việc thiết kế bên ngoài. Tin rằng không lâu sau, Mai có thể cùng gia đình nhỏ sống trên cái biệt thự di động này. Mùa đông đến, Mai đã hoàn thành xong việc lắp đặt cửa sổ. Anh đã có thể yên tâm để thực hiện việc sửa sang nội thất trong xe. Nhưng vì mùa đông, nên để khởi động xe thì rất khó khăn, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến kế hoạch sửa xe của Mai. Thế nên hôm nay anh ấy chuẩn bị tháo gỡ tấm chống trượt trong xe. Để tiện hơn cho việc thiết kế sau này, tuổi của chiếc xe này cũng mười mấy năm rồi. Thảm chống trượt nhìn khá là kiên cố, nhưng dùng chút lực là đã bị vỡ ra, không thể tách rời từng miếng lớn. Công việc này cũng đã phải tốn thời gian một ngày, có nên nói rằng hiệu suất công việc của Mai ở công trường của tôi 51 ngày là quá nhiều. Lúc anh tháo gỡ xong, Mai dùng robot hút bụi thông minh để dọn sạch phần trong xe. Để tiện hơn cho công việc tiếp theo, Mai định lắp đặt mấy thanh gỗ lên nóc xe, để tiện cho việc sửa nóc xe, nhưng nghĩ đến nóc xe đều là ống thép, nếu cố định thanh gỗ thì có thể sẽ bị nứt. Thế nên lúc cố định thanh gỗ, Mai đã dán lên một lớp keo xốp, để giữ cho thanh gỗ cố định hơn, có một lớp bảo vệ, Mai cũng yên tâm hơn. Không lâu sau anh lắp đặt giá cho nóc xe, nhưng dù gì thì trước đây họ cũng chưa từng sống trong xe. Nên vấn đề an toàn nhất định phải cẩn thận. Thế là anh ấy tạo ra một lối thoát hiểm, chuẩn bị lắp đặt lối thoát hiểm mới. Quá trình lắp đặt khá đơn giản, chỉ cần mài rũa xung quanh một chút là có thể lắp đặt cái cửa lên. Mai một lần phải lắp đặt 3 mặt, bây giờ đã có lối thoát hiểm.
bất luận là làm thông thoáng xe hay là vấn đề an toàn, đều đã được giải quyết, đã hoàn thành xong lối thoát hiểm. Mai có thể yên tâm lấy ra những thanh gỗ đã mua, cũng để lắp giá cho nóc xe, để tiện hơn cho việc thiết kế. Đã có ít kinh nghiệm từ việc lắp đặt nóc xe, ngày thứ hai có vẻ mọi việc cũng dễ dàng hơn. Mai rất bận rộn, vợ của anh cũng đưa con đến để cổ vũ anh, khiến anh càng kiên định hơn về ước mơ của mình. Ngày ngày trôi qua, mùa xuân đang đến gần, Murky đã lắp đặt xong giá xe, cũng đã yên tâm để thực hiện công việc tiếp theo. Sáng sớm hôm nay anh đã vào thành phố, mua rất nhiều ván gỗ ép, anh dự định lát một lớp nền. Như thế sau này khi lát gỗ lên, nền xe sẽ không phát ra âm thanh, hơn nữa còn khiến cho các thảm gỗ sẽ được cố định hơn. Loại gỗ dán này dùng cũng khá đơn giản, chỉ cần dán lên một lớp keo, cẩn thận đặt lên bề mặt cần dán là xong. Nhưng để khiến nó bằng phẳng, Mai còn cần lát thêm một ít xi măng, đảm bảo rằng gỗ dán này sẽ không bị di rời. Sau khi keo dán đã khô hoàn toàn, Mai đã đi dán cho toàn bộ phòng. Nhưng sau đó anh nghĩ đến việc cái ngăn kéo xe có chút không đẹp, thế là anh dùng một tấm gỗ là sạch các mặt. Công việc này để hoàn thành cũng tốn nhiều sức lực, nhờ có sự giúp đỡ của vợ anh nên cũng dễ hoàn thành hơn. Anh làm việc ngày đêm, cuối cùng cũng đã thiết kế xong cái ngăn kéo, mà thiết bị động cơ bởi vì vừa mới quét lại sơn, nên anh ấy cũng định dán gỗ dán lên. Anh ấy dùng bìa cứng để làm khuôn mẫu, đo đạc trước các vị trí, như thế mới cắt đúng kích thước gỗ dán phù hợp.